Em đã trở lại trời ơi, không biết em làm gì mà không biết em làm gì mà bị nó mở đóng cửa lại con điên. À, vậy là không được đụng vào chỗ nhạy cảm là được đúng không anh? Đúng rồi, à, em không biết tại vì em nó hỏi lâu lâu em mới vào live thôi ơi xui tự nhiên nó hỏi sập bị sập luôn á. Thank you, thank you, thank you. Đang live nhà sô cô la tắm không biết được. Đứng ở chỗ nó sập luôn, mất luôn, mất luôn, sập vợ luôn.